Chào các bác nhá, chào các bác trong hội nuôi ong mật Việt Nam. Tôi tên là Ngọc Ánh nhá, tôi tên là Ngọc Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Trong clip hôm nay giới thiệu cho các bác cái lô hàng đó là thùng quay mật ong, thùng quay 4 cầu, thùng inox nhá. Số lượng hàng rất là nhiều. Để chi tiết thì các bác vui lòng xem kỹ đây để tôi giới thiệu cho các bác nhá. Thùng này ấy, vỏ thùng là bằng inox không nhiễm nhá, inox không nhiễm 500. Để tôi kiếm 500 để cho các bác thử nhá. Em quay chung quanh anh em xem. Vỏ thùng là inox xịn nhá. Inox 304 này. Đấy, 500 không hít nhá, 500 không hít. Thùng này là thùng 4 cầu. Đáy bằng này, 4 cầu đáy bằng, không có lỗ tháo mật. Đấy, và cơ cấu quay của nó là cơ cấu quay 3 vòng bi. Có cái này trục đứng này là có một vòng bi. Khớp quay ở trục ngang có một vòng bi. Khớp quay bên tay quay này có một vòng bi. 3 vòng bi này, bánh răng này, bánh răng to này. Đấy. Độ quay rất là êm và im. Đây các bác xem này. Rất là êm nhá. Cơ cấu quay 3 vòng bi cực kỳ êm luôn và nó rất là bền. Đấy. Thế còn cái vòng quay này ấy thì cũng khá là tròn, gọi là tương đối thôi. Còn các bác có đòi hỏi nó tròn chính tuyệt đối thì cũng hơi khó, tại vì cái đồ này là đồ gióng thủ công, gióng bằng tay chứ không phải là đồ CNC, nó không thể tròn tuyệt đối được. Nhưng mà đảm bảo cho các bác là quay chấp nhận được. Cơ cấu quay lực ni tâm 4 cầu. Có nghĩa là quay ni tâm 4 cầu này, các bác quay một lần này. Một lần này ấy, là cả hai mặt của cầu đều hút hết mật ra ngoài và nó không ảnh hưởng nhọng, nó đỡ hại nhọng nhá. Hút hết cả hai mặt luôn, không phải đặt mặt. Cầu cái thùng quay này là dành cho cầu ong nội. Có nghĩa là 42 20 21 đấy, 42 20 21 nhá. Đấy. Thì cái bên này tôi đã tháo sẵn ra để cho các bác xem được cái kết cấu của nó chi tiết hơn. Tôi tháo sẵn rồi, tôi lấy cái đồng quay ra cho các bác xem nhá. Đây là đồng quay. Đối với cái mẫu này thì màu lồng quay là sẽ bằng kẽm. Bằng kẽm cái là hút 500 đấy, bằng kẽm bằng sắt đấy, bằng kẽm mạ đấy. Làm xong thì có sơn nhũ trắng cho các bác hết, sơn nhũ trắng cho các bác hết nhá. Đấy, ruột trong là bằng kẽm này, vỏ này thì bằng inox. Đấy, riêng cái vỏ này bằng inox nhá, vỏ bằng inox, inox xịn, inox không hít đấy. Cái vỏ này inox không nhiễm các bác nhá, inox không nhiễm. Đấy. Đấy. Đáy bằng nhá, đáy bằng. Và quan trọng nhất là cái phía vành dưới này, vành dưới này cũng làm rất là cẩn thận, cái tôn được gập lại. Đây được gập lại thôi. Đây gập lại thôi cho nó không bị bén và có độ cứng tốt hơn. Độ cứng tốt hơn các bác nhé. Thì đối với cái thùng này là thùng đáy bằng. Các bác quay ở cái địa hình đồi hoặc là di chuyển bằng xe máy thì rất thích cái thùng này. Tại vì nó gọn gàng, đơn giản, nó không có đế chân. Và khi các bác quay xong chừng khoảng mấy chục lít mặt này là các bác hai người hai bên xách đổ chắt vào xô khác là xong luôn nhé. Nó rất là tiện thôi. Đấy, đáy bằng này. Inox xịn này. Cái ruột này ấy là ruột bằng kẽm. Thế giá thành của thùng này là 1.600.000 các bác nhé. 1.600.000 cho cái thùng mà vỏ inox này. Ruột kẽm. Đấy, cái này gọi là thùng vỏ inox ruột kẽm. Thế nó sẽ có cái mẫu gọi là vỏ inox mà ruột cũng inox hơn, ruột cũng toàn bộ inox hết thì giá thành nó sẽ cao hơn. Và tư vấn cho các bác là mẫu này là cái mẫu 4 cầu. Tại vì các bác nuôi có trăm đàn hay hơn trăm đàn thì dùng cái 4 cầu này là cũng hợp lý rồi. Dùng cái 4 cầu, dùng cái 6 cầu thì sẽ to hơn, nó cồng cành hơn và giá tiền nó lại cao hơn gấp rưỡi. Còn cái 4 cầu này thì nó giá tiền nó khuôn tiền hơn. Ví dụ như các bác có cả 100 làn thì các bác quay trong vòng một buổi là nó cũng hết nhá, dư sức hết. Đấy, mà nó gọn gàng trong quá trình vận chuyển, giá tiền hợp lý 1.600.000. 1.600.000 là nó bao gồm cả phí ship về tận nhà nhá. Và hàng đóng đi thì sẽ được đóng trong cái hộp gỗ này. Các bác này. À, trong cái thùng hộp gỗ shop chuẩn bị rất là nhiều, cả trong hộp gỗ đấy để nó bảo vệ được không bị móc méo. Thì khi các bác nhận hàng có quyền cậy ra xem kiểm tra còn nguyên vẹn đúng như là lời shop có quảng cáo giới thiệu, thùng inox xịn thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng nhá. Hàng ship đi toàn quốc đấy. Cơ cấu của nó đây, trong lồng này được sơn nhũ trắng hết nhá, được sơn nhũ trắng. Thùng này gọi là thùng vỏ inox xịn ruột kẽm, giá tiền là 1.600.000 4 cầu nha, 4 cầu đáy bằng, anh em rất là chuộng loại này.
quay chừng khoảng 3-40 lít mật là hai bên mỗi người một tay xách như này, hai khênh phát chắc được phát là xong, cực kỳ dễ, không phải quá dính dắt như là cái thùng có đế chân nhé. Ngoài thùng 4 cầu ra thì bên shop còn có cả thùng 3 cầu và thùng 2 cầu. Đấy, thùng nào cũng có nhé. Clip này giới thiệu kỹ chi tiết cho các bác về cái thùng 4 cầu để các bác nắm được. Đây, bỏ thùng với inox xịn nhé, bỏ thùng với inox xịn. Đấy, không hết 5 châm này, ruột bằng kẽm này. Hình thức của nó là đáy bằng 4 cầu nhé. Giá tiền là 1.600.000. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bác trong clip sau.